hiện như là ngành kỹ thuật phần mềm đào tạo theo chương trình CMU. Công nghệ thông tin là lựa chọn đại học duy nhất của em. Những bạn bè ngồi cùng chơi với nhau như thế nào, rồi hẹn nhau ra quán cà phê học bài, hay là những cái buổi gọi là thức thâu đêm suốt sáng để cày deadline, thì đó là những thứ mà 3 năm cấp 3 của em thì em không đạt được, thì em lên Văn Lang. Với những người bạn mới thì những người bạn thì từ khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc. Xin chúc mừng các em đã hoàn thành cái chặng đường 4 năm miệt mài ở ghế nhà trường, và các em ngồi đây là các em đã xem như là mình đã hoàn thành cái chặng đường không dài nhưng mà cũng không ngắn, đầy cam go gian khổ, và bây giờ các em đang hưởng cái thành quả ngọt ngào của mình. Thì đã trực tiếp đồng hành của em với các em qua nhiều môn học, đặc biệt là Capstone Project. Năm nay do vướng phải đại dịch Covid thì Capstone Project vốn dĩ đã khó khăn thì năm nay lại càng khó khăn hơn, nhưng mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua được những khó khăn đó. Chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa, ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Em chọn ngành kỹ thuật nhiệt của Văn Lang là bởi vì có hai lý do, là do anh hai em đã tư vấn cho em, thứ hai là do cái ngành này nó tên khá là lạ nên em quyết định thử sức mình. Anh hai em là Huỳnh Tấn Lợi, là sinh viên khóa 15 của ngành môi trường và cũng tốt nghiệp thủ khoa của ngành môi trường. Hiện nay anh hai em là giảng viên và cũng là nghiên cứu sinh. Anh hai em do là đã quá thành công rồi nên cái áp lực đó đối với em rất là lớn, và em phải chứng minh, em vào đây để em chứng minh được là em cũng có thể làm những điều to lớn giống anh hai. Em rất cảm ơn các thầy cô đã cho em một cái nền tảng vững chắc cho tương lai, và đặc biệt là thầy Võ Thiện Mỹ. Thầy tuy đã đi nhưng mà đã để lại rất nhiều thứ trong lòng lứa K21 của chúng em. Thì đã 4 năm qua thì có những lúc mà tụi em rất gọi là rất ngây ngô trong việc học, và có những thứ gọi là tụi em có những bạn thì tưởng chừng như là bỏ cuộc giữa chừng, nhưng mà nhờ sự động viên của các thầy cô, sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô khoa ngành kỹ thuật phần mềm, thì tụi em đã có được ngày hôm nay đứng ở ngay buổi lễ gọi là giảng đường hiện tại, để gọi là cầm được tấm bằng cử nhân ngành kỹ thuật phần mềm. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến các bạn tân kỹ sư K21 của ngành nhiệt lạnh Đại học Văn Lang. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Các bạn đều nhớ một cái câu mà khi các bạn vào cái năm thứ nhất thì các bạn đều được hiểu rõ, được chỉ dẫn rõ là học để làm gì, học là để làm việc. Thì tôi thấy rất rõ là kết quả học tập của các bạn trong cái thời gian vừa qua, là hầu hết các bạn đi làm, và các bạn cho đến giờ phút này là các bạn nhận bằng tốt nghiệp thì gần như 100% các bạn đã đi làm, tức là chúng ta rất hiệu quả trong việc học. Và cái việc thứ hai tức là để sống với nhau, để đối xử với nhau như những người có học. Chào các em sinh viên, các tân cử nhân của khoa công nghệ thông tin ngành kỹ thuật phần mềm. Hôm nay là một ngày trọng đại, các em được nhận bằng cử nhân ngành kỹ thuật phần mềm, và các em chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới, tức là sẽ là một thành viên của cộng đồng những người phát triển phần mềm. Thay mặt cho khoa công nghệ thông tin, các thầy cô đã dạy dỗ các em trong suốt thời gian vừa qua, một lần nữa chúc mừng các em, và mong muốn là các em luôn luôn nhớ tới ngôi trường, nhớ tới các thầy cô, và nhớ tới những cái kỷ niệm đẹp đẽ mà các em đã trải nghiệm
cùng với các thầy cô trong quá trình học tập ở khoa công nghệ thông tin.